Chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ giới thiệu tới quý vị dự án 4 căn nhà tại Hữu Hưng Tây Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này gần với trục đường 70, gần với lại cầu vượt Tây Mỗ, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ. Căn nhà này thì diện tích thông số như sau: 35m², mặt tiền của ngôi nhà 3m1, chiều dài 11m. Và căn nhà này đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Ngõ trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô cũng như là cách với trục đường 70, nó là 50m mọi người ạ. Giao thông đi lại xung quanh cực kỳ thuận tiện, chợ trường phường trạm đầy đủ. Với cái phần hoàn thiện của căn nhà đã được hoàn thiện xong hết 5 tầng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Và với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì như quý vị nhìn thực tế, ở đây dự án 4 căn đã bán 2 căn, chỉ còn 2 căn. Và với cái giá chào bán thì ở đây còn 2 căn, căn thấp nhất là 3.400.000.000 với diện tích là 30m². Còn căn nhà này diện tích 35m², giá chào bán hiện tại của chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng 3.600.000.000, bao toàn bộ phí thuế, sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện riêng biệt từng căn, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Với cái giá chào bán 3.600.000.000 này, quý vị có thể được hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị căn nhà, được vay dài hạn nhất thời gian là 35 năm và được vay ngắn nhất là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Và với cái thiết kế của ngôi nhà rất là hợp lý cho một căn nhà 35m². Căn nhà này là căn trong cùng, quý vị có thể nhìn thực tế, nó không phải là ngõ thông. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cũng như là gửi tới quý vị, nó là y như vậy. Đây là tầng 1 của ngôi nhà, phần hoàn thiện cái căn nhà này nếu đúng theo hiện trạng thì quý vị có thể xách vali về và ở được luôn. Với cái thiết kế của ngôi nhà, đây là tầng 1, phòng khách thiết kế trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Với cái phần sơn, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này toàn bộ sử dụng màu trắng. Với cái phần không gian phòng khách ốp ở đây, chủ đầu tư có ốp cho mình một cái vách PVC giả gỗ cũng như là giả đá đấy, để làm cái không gian phòng khách. Cửa chính của ngôi nhà thì hai lớp, bên ngoài là lớp cửa cuốn và bên trong là lớp cửa gỗ kính. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc. Và tiếp theo mời mọi người theo em vào cái không gian phòng bếp của ngôi nhà. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế không gian phòng bếp nhỏ nhắn, hợp lý. Tuy nhiên mọi người có thể nhìn cái cách thiết kế cũng như là bài trí cái căn nhà này thì cái công năng sử dụng vô cùng hoàn hảo. Đây là cái phần tủ bếp của ngôi nhà mà chủ đầu tư thiết kế tận lên trên tới trần mọi người nha. Đấy, với cái tủ gỗ an cường, chống cong vênh mối mọt và với hai cái tông màu, thực sự là hai cái tông màu này nó đang rất là hot, màu trắng và ở dưới là màu ghi xám, xám xanh mọi người ạ. Nên là cái màu này nó là hai cái tông màu rất là mới và nổi, đồng thời thì nó rất là trẻ trung, tinh tế. Với phụ kiện bếp đi kèm, toàn bộ chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện nước đầy đủ riêng biệt từng căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn. Căn nhà này bàn giao nhà ngay, sổ đỏ trao tay. Với phần mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp là ốp gạch. Toàn bộ không gian bếp ở trong cái đây mọi người có thể nhìn thực tế, cửa sổ thông thoáng. Và ở phần trong phần cái ở không gian bếp này cũng được chủ đầu tư ốp toàn bộ gạch giả đá cho mình, rất là đẹp. Đó. Với cái kích thước gạch lát nền của ngôi nhà này là kích thước gạch 80-80 vân đá quý vị nha. Đó, đứng từ không gian phòng bếp mà hướng ra phía phần phòng khách rất là rộng luôn. Và với cái tầng 1 ngoài ra còn một phòng vệ sinh nhỏ nhắn ở đây đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Ưu điểm lớn nhất của căn nhà này đó là được cái diện tích rộng, chia phòng khách, phòng bếp riêng. Ưu điểm tiếp theo, gần với lại trục đường 70. Ưu điểm tiếp theo nữa, nó gần với lại Vincom Vegamon ở ngay cầu vượt Tây Mỗ, gần với lại một cái tòa mà Vinhome Smart City. Nói chung với căn nhà này, tiện ích, công năng, vị trí đi lại xứng đáng với tầm tài chính quý vị ạ. Và hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Căn nhà này thiết kế
quá là hợp lý với một cái không gian bài trí rất là chỉn chu, cẩn thận đến từ chủ đầu tư. Mỗi một chủ đầu tư có một cái cá tính khác nhau. Tuy nhiên quý vị có thể nhìn thực tế, và nếu như quý vị nào thường xuyên theo dõi, tham khảo những cái diện tích, những cái căn nhà mà bên của anh thường xuyên update lên cho quý vị ở trên kênh, thì thực tế đến cái căn nhà này quý vị không có thể chê vào đâu được. Mời người tiếp theo lên khám phá tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà, xem với cái ngôi nhà này giá chào bán 3,6 tỷ, diện tích 35m, hướng nhà đông nam, vị trí thuộc quận Nam Từ Liêm, thiết kế có ổn thực sự hay không. Với một cái căn nhà vị trí đi lại thuận tiện thì Ngói sẽ chia sẻ thêm một chút cho quý vị, là từ căn nhà này nó rất là gần với quý vị nào mong muốn đi làm ở khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy. Nó cũng khá là hợp lý quý vị nha. Với từ cái vị trí căn nhà này mà đi ra tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nó chỉ khoảng tầm 5km thôi. Nói chung là tiện ích ngập tràn. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, với cái thiết kế tầng 2 vô cùng đặc biệt quý vị ạ. Với tầng 2, thiết kế ở đây là ban công mở hướng được ra phía bên ngoài, rất là mát. Toàn bộ ở phía dưới chân Ngọc Ánh thiết kế sàn gỗ. Và tầng 2 thiết kế một phòng ngủ, một phòng vệ sinh siêu to khổng lồ quý vị nha. Lát nữa Ngọc Ánh sẽ quay cái phòng vệ sinh cho mọi người. Còn đây là cái không gian phòng ngủ đó, trần phào rồi là mọi cái nước sơn ở đây nó rất là mịn quý vị ạ. Đấy, chứng tỏ là chủ đầu tư thiết kế cực kỳ chỉn chu và chu đáo cho cái căn nhà này đó. Đây mọi người có thể nhìn thực tế, trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Và cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Với cái không gian phòng này rất là thoáng, cửa ánh sáng ngập tràn, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Và đây mới là bất ngờ này mọi người này, đây mới là điều bất ngờ ở phía tầng 2 của ngôi nhà, đó là đây, quý vị có thể nhìn thực tế, wow, một cái nhà vệ sinh cực kỳ lớn. Nói thật luôn là rất là ít những cái nhà mà với cái nhà vệ sinh thiết kế như thế này mà anh quay hồ review cho quý vị. Ở đây quý vị chủ nhà thiết kế sẵn cho mình ở đây là mọi người có thể đặt cho mình một cái cabin tắm riêng, hoặc với cái không gian nhà vệ sinh này quý vị có thể sử dụng bồn tắm cho mình, rất là hợp lý đó, sử dụng bồn tắm. Với đây là cái hệ thống xem cây này, kệ góc này, lavabo và bồn cầu mọi người nha. Nói chung với cái thiết kế căn nhà này quý vị có thể nhìn đây, rất là hợp lý, rất là đẹp. Phòng vệ sinh cũng có cửa sổ thông thoáng, cửa phòng vệ sinh cũng thiết kế là cửa gỗ, rất là chắc chắn, rất là đẹp. Quan trọng nhất là đây, phòng vệ sinh Ngọc Ánh thấy cảm thấy rất là thích mọi người ạ. Nếu như quý vị nào thích tắm bồn tắm hoặc quý vị nào thích tắm cabin tắm kính thì cái phòng vệ sinh này rất là hợp lý và ổn áp nha. Rồi, xin mời quý vị theo em nên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và với sự thay đổi phong phú của chủ nhà thì tầng 2 không còn thiết kế giống tầng 3, và tầng 3 cũng không thiết kế giống tầng 2 nữa quý vị ạ. Mà thay thế vào đấy là tầng 3 thiết kế hai phòng ngủ trước và sau, đồng thời phòng vệ sinh ở giữa, cũng như là cầu thang ở giữa. Đây là căn phòng ngủ tiếp theo ở trên tầng 3, mời quý vị theo dõi. Đây, rất là thoáng, phòng nào cũng vuông vắn. Với căn nhà này như Ngọc Ánh vừa đọc thông số cho quý vị rồi, nó rất là vuông, nó vuông vắn, không bị lỗ phong thủy gì cả. Đó, đây, toàn bộ là trong tất cả các phòng, với lại từ phòng khách, phòng bếp cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thì cái căn nhà này toàn bộ sơn màu trắng. Bởi vậy nên là bước vào trong không gian phòng tuy nhỏ nhưng mà nó rất là thoáng. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Với cái căn nhà kia thì như kiểu là tầng 2 ấy mọi người ạ, thì là để mọi người có thể sử dụng gia đình riêng. Còn ở trên phía tầng 3 này thì quý vị sử dụng cho con cái, rất là hợp lý. Với cái tầng 3 đây, phòng vệ sinh vẫn đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng theo từng tầng, bồn cầu này cũng như là đây, bồn cầu liền khối nhá, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc, lavabo bàn đá, rất hợp lý, nước điện sử dụng rất là khỏe mạnh. Và đây là phòng ngủ tiếp theo ở phía tầng 3. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là đã có 3 phòng ngủ rồi mọi người ạ. Tầng 2 một phòng ngủ, tầng 3 mỗi một tầng thiết kế hai phòng ngủ trước sau, phòng nào cũng có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài đó. Phòng nào cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led cũng như là hệ thống sàn gỗ, rất là chắc chắn, an toàn. Mời theo em khám phá tiếp theo tầng cuối cùng của ngôi nhà này nhé. Và quý vị ơi, ngoài bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, tầng 4 của ngôi nhà tiếp theo vẫn thiết kế như tầng 3, hai phòng ngủ trước sau,
như một luôn mọi người ạ. Đấy, phòng nào cũng có ban công mở hướng ra phía bên ngoài, cực kỳ mát. Với cái vị trí căn nhà này thì mọi người cứ yên tâm một điều là xung quanh dân cư thưa sức đông đúc, chứ không phải là có đông đúc không mà là cực kỳ đông luôn mọi người ạ. Đó, những cái tiện ích chợ trường phường trạm, những cái cơ sở vật chất, đường xá, hạ tầng đều được phát triển rất là theo cái hướng đi lên, rất là phát triển. Từ cái phần cư dân cho đến xung quanh cơ sở vật chất, đường xá ở Vinhome Smart City thì quý vị biết rồi, căn nhà này nó cực kỳ gần với cái vị trí đó. Đây là phòng ngủ tiếp theo ở phía tầng 4. Đây. Trời ơi, có nghĩa là với cái căn nhà này, ngồi chia sẻ với mọi người, ở thiết kế 5 tầng, 35m2 5 tầng, mà lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà chúng ta đã có tận 5 phòng ngủ rồi, 5 phòng ngủ riêng biệt. Quá là đặc biệt đúng không ạ? Quá là đặc biệt luôn. Với cái không gian 5 phòng ngủ với cái diện tích 35m thì đúng là quá tối ưu công năng rồi đúng không ạ? Mời người theo em khám phá tầng cuối cùng, tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây là phía tầng 5, ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị hai sân phơi. Đây là sân phơi phía trước và còn sân phơi phía sau. Đây, mời mọi người ngắm nghía cái phần sân phơi này. Tầng 5 đây. Kia, theo tay ngoái anh đây. Đó chính là Vinhome Smart City mọi người nhá. Nếu như tính đường chim bay thì đây mọi người có thể nhìn thực tế, nó cực kỳ gần, nó chỉ khoảng tầm 200m thôi. Và tiếp theo, mời mọi người theo em. Sau kia là trung tâm thương mại Yemon Hà Đông quý vị nha. Đó, với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ nhắc lại với quý vị nào đang đi làm ở khu vực quận Hà Đông này, quận Nam Từ Liêm này, Cầu Giấy này, Mỹ Đình này, rất là ổn. Và thậm chí là từ vị trí căn nhà này quý vị đi làm ở Mạn Hoài Đức cũng được. Căn nhà này Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người, 3.600.000.000 đồng, 35m2, thiết kế 5 tầng. Và với cái căn nhà này thì có thể bàn giao được ngay, sổ đỏ trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.